rất nhiều lần chúng ta bắt gặp hình ảnh người nông dân Việt Nam đi vào các sáng tác nghệ thuật với tinh thần cần cù, lao động hăng say, dẫu một nắng hai sương, vất vả và khơ cực, họ vẫn để lại cho mình những giây phút để hòa vào những khúc nhạc. Trên nền nhạc sôi động của ca khúc Vũ Nông Dân, Đàm Minh Anh sẽ khẳng định tài năng nhảy hiện đại của mình. Chúng ta sẽ cùng chào đón số danh 19 đến từ lớp 11D, Đàm Minh Anh.